Em xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đến với kênh Hoạt Động Đi của em. Nay xin phép các bác lên sóng em bên trái nha các bác nhá. Lồng cống thủy tinh ấy. Em bên phải thì đã có chủ rồi các bác ạ. Còn lại em bên trái thôi. Em bên trái này hiện tại thì lửa mới đạt đủ tầm 80% thôi. Nên là giá có phần khá là yêu thương để cho các bác. Các bác xem xin thái độ rất tốt. Thực ra là đấu hai lồng rất là khó nói, với lại cái chỗ này của em nó hơi chật nên là khoảng cách giữa hai lồng nó chỉ được khoảng tầm 10 phân thôi các bác, nên là con chim nó có phần hơi sục một chút. Chim thái độ cực tốt các bác nhé, đuôi xòe đấy, chẳng qua là điện này chưa căng hẳn thôi. Dáng dấp em này rất là đẹp, đầu mặt rất là đẹp. Em này dáng ngũ trường các bác nhé. Chân mỏ sáng màu, hai họa rất là đều, to và trắng. Đuôi thì lá vả to. Đấy, các bác thấy không? Chim này nếu mà anh em có thời gian rèn giũa đi giàn giáo thì chơi rất là bệt cầu. Các bác thấy em để hai lồng sát với nhau nhưng mà em nó vẫn chơi khá là ok các bác. Em nó ra mỏ khá là đều các bạn. Bác thấy không? Em nó rất là bệt cầu. Rất là có tố chất đi giàn giáo đấy các bạn. Các bạn thấy không? Mỏ cực đều luôn. Đây là đấu hai lồng với nhau các bạn nhé. Chim chơi khá là ok. Lan em sẽ zoom sát vào mặt để các bạn xem. Em nó đầu mặt đẹp. Các bác để ý kỹ nhé, nhìn đầu mặt em nó rất là đẹp đấy. Dáng thì rất là dáng ngũ trường đấy các bác nhìn này đấy, để giúp sát vào mặt cho các bác xem nhá. Em mà cái máy quay của em chỉ zoom một tầm này thôi bởi vì nó không thể zoom được xa nên các bác chịu khó để ý tinh giúp em một chút. Này đầu mặt rất là đẹp luôn các bạn, đấu mỏ đều gân tóc luôn đấy, dáng rất là đẹp nhé. Văn nghệ vài cái cho nó vui à. Đang nhờ thằng em nó xếp lồng. Thái độ cực tốt luôn. Em này nói chung là rất là có tư chất. Anh em mang về gột giàn giáo thì hoặc đi cà phê chim này thì khỏi phải suy nghĩ rồi các bạn. Rất là đều luôn. Em này mà căng này chơi cánh cao hơn nhiều, to rất là tốt nha các bác nhé. Nhưng mà chẳng qua là về bây giờ điện em nó chưa được ổn định hẳn nên là em nó chỉ thể hiện được như vậy thôi. Điện em này thì theo em đánh giá mới được khoảng 80% thôi. Các bác lấy về chăm thêm mồi tươi, tắm táp đều đặn, phơi nắng các thứ nữa là em nó tự căng lại thôi. Mà thực chí là ở nhà em thì cứ treo ra là hot rồi. Đấy, các bác nhìn cái đầu mặt của em nó cực đẹp luôn. Một con chim rất là đẹp. Đấy, hot một lúc này hai em mà cuống rồi. Táu, chim nhà tinh táu rồi nhờ. Đấy, lao đánh nhưng mà thực sự là ở đây nó rất là ít lồng. Này, cái khoảng cách qua cái lồng này như các em vừa nói các bạn, nó rất là ngắn, nó rất là gần nhau nên là
Nên là cái việc mà con chim nó sục sạo là chuyện bình thường đúng không ạ? Còn để tầm 3-40 phân ra thì em nghĩ là con chim này không sục. Các bác nhìn đuôi không? Đuôi đã vả to nhé. Nói chung là em này thì là một em đáng để chăm sóc đấy các bạn. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ alo em trước, em này về chăm đảm bảo là sẽ không phụ công các bác đâu ạ. Chim rất là đều mỏ luôn. Thực ra là các bác thông cảm, nhà em rất là nhiều chim. Có nhiều bác muốn xem từng con một thì em cũng không thể quay cho các bác từng con một được. Em chỉ có được phép là quay lên đây xong bác nào xem ưng thì các bác chốt thôi. Chứ em nhà em lúc nào cũng mấy chục con chim ấy, làm sao mà các bác gọi video đến làm sao cho các bác xem từng con một, bởi vì là không có thời gian để xem được các bác ạ. Các bác thực sự bây giờ một người chăm mấy con chim nó vất vả lắm, cho còn quay chim nữa, gửi bán cho các bác mà còn công việc khác nữa chứ không phải công việc quay chim. Nên là có một số bác hay gọi Zalo gọi video rồi các bảo là cho anh xem con này con nọ con kia, thì cho anh xem từng con một, thì thật sự là em không thể đáp ứng được cái nhu cầu đó các bác. Nên là các bác cũng phải hiểu cho em, cũng phải nói luôn để cho các bác hiểu cho em, chứ cũng không phải là gây khó khăn gì cả. Đấy, các bác thấy không? Em nó mỏ rất là đều, rất là bệt cầu, nó không như em bên phải. Em bên phải hơi sụp một chút, mà em bên phải thông báo ông bác là có chủ rồi nhé. Em bên phải thì trưa nay em sẽ chuyển đi xuống Hà Nội. Còn em bên trái thôi. Thấy chưa các bác, thấy chưa? Chim chơi rất là tốt nhé. Thái độ cực kỳ ok luôn. Rất là đều, họng cổ hầu to, ngực to, nói chung là chim rất là khỏe đấy các bạn. Và một cái là anh em nó đông chim quá nên là nhiều khi là nó bị loãng chim rồi đấy. Về nhà các bác thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều, bởi vì các bác có thời gian chăm sóc từng con nó trau chuốt hơn rất là nhiều. Như em đây thì chỉ đổ cám đổ nước vào thôi. Con nào muốn quay thì ghép mái cho nó rồi em quay thôi, chứ không có thời gian trau chuốt từng tí một hay là mồi tươi cám mã gì cả. Em thì chỉ sử dụng cám ở nhà thôi. Video của em đến đây cũng cần được gần 8 phút rồi. Em sẽ cố gắng quay khoảng 8 phút cho các bác xem. Để các bác xem em chim bên trái rất là tố chất nhá. Bác nào yêu em nó thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0974 648 999 để kết nối và giao lưu em nó mang về nhà các bác chơi. Video của em đến đây em xin phép dừng lại. Chúc các bác xem video vui vẻ nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau. Em xin chào các bác.